Xin kính mời quý độc giả đến với số báo 37 của Diễn đàn Doanh nghiệp. Số báo ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Không chỉ góp phần tạo ra sự thay đổi tư duy, báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI còn giúp các địa phương nhận ra tầm quan trọng của cải cách hành chính, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Bài viết PCI, biểu tượng của những chuyển biến lớn trên trang 2 đã phân tích những tác động rõ nét của PCI mang lại. Buổi lễ công bố báo cáo chỉ số PCI và PCI năm 2023 sắp diễn ra sẽ là năm thứ 19 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền tỉnh, thành phố tại Việt Nam và là năm thứ hai liên tiếp công bố bộ chỉ số xanh cấp tỉnh, gỡ thẻ vàng thủy sản IUU không chỉ tiếp tục mở ra cánh cửa cho thủy sản Việt vào thị trường EU mà còn là cơ cơ hội mở ra sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Việc gỡ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết vì EU nằm trong top 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam sau Mỹ, Trung Quốc và đứng trước Nhật Bản, Hàn Quốc. Chủ đề Hành trình gỡ thẻ vàng IUU, bài viết cơ hội cuối cùng trên trang 4 đã chỉ ra lỗ hổng trong thực thi của các địa phương, đồng thời đưa ra quyết tâm nắm bắt cơ hội cuối cùng cũng như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh chống được khai thác IUU là điều kiện cần chúng ta phải vượt qua và để trong thời gian tới sản phẩm thủy sản Việt Nam có thị trường tốt hơn ở châu Âu. Cùng chủ đề trên, nội dung trên trang 5 cũng đã trích dẫn nhận định của Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan trong bài viết Bước đi ngắn mở ra hành trình dài và Đại sứ Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam Julian Greer trong bài viết Việt Nam đã có nỗ lực lớn. Khi các điều kiện tăng trưởng truyền thống ngày càng thu hẹp thì kinh tế sáng tạo là ngã sẽ tất yếu tại nhiều quốc gia. Bài viết Khơi dậy tiềm năng kinh tế sáng tạo trên trang 11 cho biết, theo nhiều chuyên gia, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành để tạo không gian rộng hơn cho kinh tế sáng tạo. Trước nhu cầu của xã hội, biến động của nền kinh tế thị trường, sự phức tạp của tranh chấp thương mại, yêu cầu hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam là một trong những vấn đề bức thiết để kịp thời phục vụ cho công cuộc đổi mới hội nhập kinh tế sâu rộng. Trên trang 12, luật sư Tạ Anh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Emelo sẽ làm rõ ý kiến này với bài viết Hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại. Ngoài ra trên số in 37 cũng còn rất nhiều thông tin hữu ích khác dành cho quý vị độc giả.